Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bài thứ nhất là chúng ta sẽ làm quen với phần mềm TomPom Harmony. TomPom Harmony là một phần mềm chuyên nghiệp của tiêu chuẩn của USA. Thì phần mềm này nó có những tính năng ưu việt so với phần mềm TomPom Studio. TomPom Studio cũng là một phần mềm làm hoạt hình rất là hay và tôi đã dạy cả trên kênh của tôi những cái bài học về TomPom Studio. Thì hôm nay tôi xin trình bày với các bạn phần mềm TomPom Harmony. Các bạn có thể tìm kiếm nguồn TomPom Harmony trên mạng hoặc chúng ta có thể mua phần mềm này với một cái giá cũng tương đối rẻ trên trang TomPom. Thế thì đối với phần mềm TomPom Harmony này, đây là phiên bản 16, phiên bản mới nhất. Đây, tôi xin dạy các bạn một số tính năng của TomPom Harmony. Hiện nay thì các sách TomPom Harmony toàn bằng tiếng Anh và những chuyên gia dạy của chúng ta cũng toàn là những người nước ngoài người ta dạy. Thì chúng ta khai thác nó, chúng ta nếu như các bạn mà không thuộc được ngôn ngữ của họ thì chúng ta cũng khó hiểu được cách họ làm. Thì ở đây tôi xin dạy cho anh em chúng ta trên toàn quốc Việt Nam và cũng như các bạn mà đang công tác làm việc nước ngoài. Chúng ta yêu thích phần mềm này thì chúng ta có thể tìm hiểu và tôi giới thiệu chúng ta bài đầu tiên với tính năng cơ bản của TomPom Harmony. Đối với TomPom Harmony ở đây thì tôi xin trình bày thứ nhất là giao diện của TomPom Harmony thì gồm trên là một cái thanh menu chính. Phần bên tay trái của chúng ta, bên tay trái của chúng ta là phần TomPom. Phần bên trái của chúng ta là chính là phần công cụ của TomPom, bao gồm các lệnh như là select, lệnh counter, counter editor vân vân, centerline editor, pencil editor và moon editor, perspective, envelope và edit gradient texture vân vân. Ngoài ra thì gồm có công cụ pen, công cụ bút chì và công cụ con dấu. Chúng ta gồm có các công cụ như là cục tẩy rồi công cụ văn bản vân vân. Thì ở đây thì gồm có phần công cụ về shape, gồm có rectangle là hình chữ nhật, ellipse, line và polyline. Gồm công cụ pen ở phía dưới thì chúng ta nhìn thấy đây là pen, ink, pen, unpen, repen vân vân. Công cụ như là chúng ta như là cái định vị vân vân, công cụ về dấu ốc chuẩn cho pet, tức là chúng ta biết là khi họ làm ở trên bằng tay từ cổ xưa thì họ thường còn làm những tấm phim và họ có những cái gọi là cái pet để làm ốc định vị. Ngoài ra công cụ morphing vân vân các bạn có thể sử dụng ở đây, công cụ animator, công cụ bàn tay vân vân. Phía bên tay phải của chúng ta là một loạt các menu từ Windows trở xuống, thì nó gồm có các bảng như là toolbar, bảng 3D graph, bảng camera, bảng color, bảng cost and control point, drawing và drawing saturation. Thì những cái này là bảng để chúng ta có thể quan sát vẽ, function, layer vân vân. Thì nó cung cấp cho chúng ta đủ một cái bộ để chúng ta có thể thao tác với các tính năng của nó. Phần bên dưới của chúng ta là timeline. Timeline là cái dòng chuyển động theo thời gian, đấy gồm có rất nhiều frame và chúng ta chuyển động theo cái khoảng thời gian mà chúng ta trong một cảnh. Phần layer của chúng ta thì bao gồm các lớp mà chúng ta có thể vẽ, chúng ta chèn lớp hiệu ứng rồi lớp camera vân vân. Chúng ta Việt Nam thì chúng ta hay đọc là camera, thì chúng ta đọc tiếng Anh thì là camera. Phần bên này là exit, là bao gồm các khung hình được vẽ theo chiều dọc, tức là được sắp xếp theo chiều dọc thì chúng ta nó tương đương với timeline theo chiều ngang. Rồi phần bảng màu của chúng ta gồm có color, rồi tool property. Property thì chúng ta nhìn thấy là tính năng của nó, chúng ta có thể kéo lên trên chúng ta nhìn. Thì TomPom Harmony là một phần mềm, trên này là một thuộc tính rất nhiều các công cụ khi chúng ta sử dụng nó sẽ được chèn ở đây.
Các bạn có thể đổi workspace của chúng ta một cách theo giao diện tốt nhất. Chúng ta có thể chọn những cái kiểu workspace tốt. Thì đây tôi đang giới thiệu cách tổng quan. Chúng ta có thể chọn phần giao diện default. Default là một cái phần giao diện chuẩn để chúng ta khi đổi sang thì cái giao diện nó sắp xếp lại cái khung hình cho chúng ta, để chúng ta có thể sắp xếp lại giao diện để chúng ta có thể vẽ trên. Thế thì đầu tiên các bạn chú ý cho tôi là chúng ta sẽ phải liên quan đến phần tham chiếu. Chúng ta vào editor chọn preference của chúng ta ở đây. Thì ở đây gồm có cái nút tổng quan của chúng ta để chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể đặt những cái tích ở đây để chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ phần color management này. Cái này chúng ta có thể đặt màu cho nó. Và phần này thì chúng ta hỏi trước khi mà chúng ta ghi, vân vân. Auto play có thể tự động chơi, tự động play. Focus on mouse enter thì nó sẽ tập trung vào cái kích chuột enter. Thì đây là những cái đặt tiêu chuẩn cho nó. Phần camera cũng vậy, vân vân, thì các bạn sẽ khám phá dần. Các bạn sẽ tùy theo cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta có thể đặt cho tốt. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng những các tính năng như timeline, thì chúng ta kích chọn cái gì chúng ta cần. Template, chúng ta có thể tạo template lúc là chúng ta vẽ. Rồi phần âm thanh, phần graphic của chúng ta thì đây là một cái bộ OpenGL, là một cái module chuyên cung cấp cho chúng ta về đồ họa, về bộ nhớ. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể cung cấp bộ nhớ cho phần mềm này tăng hơn để nó có thể chạy nhanh hơn. Đấy là phần bộ điều khiển đồ họa của chúng ta. Render của chúng ta thì chúng ta cũng thể chọn cái cách render ra phim một cách tốt nhất, ví dụ như là enable blur là cho phép chúng ta làm mờ, enable light texture cho phép những cái mẫu line rất là đẹp, enable focus cho chúng ta có thể là nhìn nó một cách rõ ràng hơn trong một cái cảnh ở một vị trí nào đó. Phần advanced của chúng ta thì chúng ta thấy là nó support layer vân vân, under layer art và display một cách thể hiện rõ cái nét của chúng ta để cái render của nó được ra đẹp hơn khi mà chúng ta chọn những cái này. Đấy. Rồi phần deform, deformation là một cái tính năng rất là hay để chúng ta có thể làm biến đổi đối tượng theo nhiều kiểu khác nhau, tức là theo kiểu bóp méo rồi vân vân. Pass Cico cũng đẹp. Chúng ta có thể làm những cái tính năng của thư viện. Thì với bài đầu tiên của chúng ta thì ở đây tôi xin trình bày chúng ta từng cái cách từ bài 1 cho đến bài cuối. Các bạn chú ý theo dõi. Tất cả những cái phần này thì về lý thuyết là mình đã nắm tương đối hầu như hết. Chỉ có là chúng ta cố gắng vẽ làm sao cho nó đẹp trong cái phần mềm. Thì các bạn chú ý ở đây tôi sử dụng công cụ Paint. Và như thế nào thì bây giờ tôi sẽ nói rõ cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn là show một cái gớt ra. Gớt là một cái bảng lưới cho chúng ta phép chúng ta vẽ theo ô, và nó được phân chia theo cái đường chéo này để chúng ta có thể biết được tâm tọa độ của phần phần mình vẽ. Và gớt nó để cho chúng ta có thể vẽ các hình cân đối theo kiểu chúng ta vẽ bản đồ, chúng ta chia nhỏ ra để chúng ta vẽ chi tiết nó dễ hơn. Phần camera là phần chúng ta có thể xem xét các phần chuyển động của nó. Thì với bài đầu tiên của chúng ta sẽ khám phá từng công cụ dần. Một lúc mà mình giới thiệu toàn bộ thì nó rất khó, mà chúng ta sẽ áp dụng tùy từng vào bài một để chúng ta có thể thao tác được dễ hơn và chúng ta nhớ được tốt hơn. Thì phần đầu tiên tôi xin giới thiệu chúng ta là phần công cụ phóng to thu nhỏ. Chúng ta phóng to dùng phím số 2 trên bàn phím, thu nhỏ các bạn dùng phím số 1. Đấy, các bạn chú ý cho tôi. Phần quay màn hình thì các bạn ấn hai phím Control và phím Alt trên bàn phím. Alt là phím mà các bạn hay gọi là phím An tiếng Việt đấy.
Đấy, thì chúng ta có thể xoay, đấy, chúng ta có thể xoay. Chúng ta có thể xoay trục tọa độ này. À, xoay toàn bộ cái lưới này chúng ta vẽ. À, ngoài ra chúng ta chọn Shift X là để trở về vị trí ban đầu. Thì họ cung cấp cho chúng ta cái mà để chúng ta có thể sử dụng được vẽ được tốt hơn. Đấy, các bạn có thể sử dụng chuột giữa để các bạn phóng to thu nhỏ cũng được. Đấy là những cái cách mà chúng ta sử dụng. Đối với bài đầu tiên thì ở đây chúng ta thấy là trên timeline của chúng ta có một cái ô mà đầu tiên chúng ta nhấp vào. Thì để mà thêm một ô mới ở một vị trí nào đó thì các bạn ấn cho tôi 3 phím Alt Shift R. Đấy. Phím Alt Shift và phím R nhé. Phím hay tiếng Anh gọi là Alt Shift và A, phím A. A có nghĩa là R đấy, tức là R này cộng với Shift này. Cộng với phím này. Ở này thì chúng ta bằng là thêm một ô mới. Đấy. Rồi phím số 2 là phóng to. Phím số 1 là thu nhỏ. À, chuột giữa nữa. Cộng với chuột giữa. Đấy, các bạn chú ý cho tôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta ghi tiếp cho tôi là phím Space. Thì phím này có tác dụng là bàn tay màn hình để di chuyển. Bàn tay để di chuyển màn hình vẽ nhé. Đấy, ví dụ như này là đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây là những cái mà chúng ta cố gắng để chúng ta thao tác cơ bản trước. Rồi thêm một ô mới, đây là thêm một frame mới. Đấy, đây là cái mà tôi ghi liền luôn trên đây. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ ghi cho tôi tiếp này, phím này cộng với Shift, à cộng với Control, cộng với chuột thì bằng quay màn hình. Đấy, cái này là các bạn chú ý cho tôi. Rồi, ok thì chúng ta màu thì chúng ta lấy ở trên Windows, chúng ta bỏ cái bảng này ra. Thì chúng ta đây nút này là thêm một màu. Đấy là thêm màu, các bạn chọn màu gì các bạn đặt tên vào đây. Màu xanh chẳng hạn. À, xanh coban vân vân, chúng ta chọn màu. Thì nó xanh ở đây để đặt tên các màu. Thế đối bài thứ nhất thì chúng ta thấy là ở đây á. Còn nút đây là nút On in Skin. Nút này có tác dụng làm gì? Nút này có tác dụng là khi các bạn vẽ một hình ấy, các bạn chuyển sang ô tiếp theo, các bạn muốn theo cái vết của hình đó thì các bạn nhìn thấy. Ví dụ ở đây tôi vẽ một cái lá cây chẳng hạn với công cụ Paint. Rồi thì lúc này chúng ta chuyển sang ô tiếp theo thì nó sẽ hiện ra cái vết này. Hiện ra cái vết này. Đấy, các bạn hiện ra vết nhé. Ở ô nào các bạn hiện ra cái vết cũ của cái này. Thì để cho chúng ta vẽ hoạt hình nó được thuận tiện, nếu không có cái phần On in Skin này thì các bạn sẽ cái nút này này thì sẽ vẽ nó không được theo ta phải tưởng tượng là cái vết cũ. Và các bạn chú ý cho tôi là các bạn chọn On in Skin ở phần đây. À, đây là cái bảng điều khiển này, các bạn vẽ muốn nó mờ đi cái phần nét mở đi thì các bạn chọn cho tôi cái các bạn chọn cho tôi cái phần này nó mở đi một chút. Các bạn nhìn thấy nó giảm chưa? Đấy, nó giảm đi. Các bạn có thể nhìn vẽ hình rất là dễ. Thì bây giờ tôi trình bày với các bạn với công cụ Paint trước, vì Paint là một công cụ vẽ rất là chuyên nghiệp để giúp cho các bạn có thể các bạn có thể vẽ vector một cách tốt hơn. Vì khác với phần mềm Smith Harmony, Moho, Smith Harmony, Moho, các bạn phải vẽ tranh bên ngoài, các bạn ghép vào, và vector thì các bạn phải dùng các đường cong vân vân, các bạn cắt xén thì nó mới ra cái hình được. Đây cho chúng ta được phép vẽ tự do.
vân vân, rất là tốt. Ngoài ra các công cụ tiếp theo tôi sẽ giới thiệu theo để nó bổ sung cho công cụ pen này. Và bây giờ thì tôi xin trình bày với chúng ta một cái hình như sau. Bây giờ tôi muốn vẽ một cái hình đầu người. Hình đầu người. Và chúng ta chú ý cho tôi. Ví dụ bây giờ trong ô 1 tôi vẽ đầu người như sau. Đây là phần đầu người chúng ta. Phần tóc các bạn có thể pen nó vào cho nó. Phần màu xanh này chúng ta có thể đổi nó màu, một cái màu gì đấy, màu này chẳng hạn. Đây, ví dụ lúc này tôi đang sử dụng pen này, tôi vẽ cái đầu người như này. Thế sang phần ô ở đây thì các bạn muốn nó vẫn cái ô đấy mà nó được sinh ra nhiều ô tương tự giống nhau thì các bạn chọn vào ô 1. Ô 1 nha. Chúng ta đang vẽ phần ô số 1 này. Ô số 1 này bây giờ chúng ta muốn tăng theo nhiều ô. Ví dụ tôi đẩy ô số 1 vào đây. Bạn thể dùng chuột các bạn đi vào. Đấy, tăng theo nhiều ô thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn chọn ô này và các bạn cộng với phím Shift cộng để nó sẽ tăng ô lên. Có nghĩa là các bạn, đây tôi xin trình bày là một ô vẽ. Thì bây giờ muốn cộng, chúng ta ghi là muốn một x power. X power là nó giãn ra. Giãn ra nhiều ô thì các bạn dùng cho tôi là phím shift hay là đúng rồi shift cộng với phím cộng trên bàn phím thì là bằng là giãn ra nhiều ô, giãn ra nhiều ô này là giãn ra những ô giống nhau nhé, các bạn nhìn là giống nhau, giống nhau. Đấy. Thì cái này chúng ta là shift cộng là để chúng ta giãn ra rồi. Bây giờ tôi sẽ, đấy, tôi vừa giãn ra được ở đây, chúng ta giãn ra là cụ thể là bao nhiêu ô nhỉ, các bạn nhìn lên trên timeline hộ tôi cái. Đấy, để tôi trong đây giãn ra là 1 2 3 4 5. Chúng ta có thể chọn phím số 2, chúng ta tăng cái như này, chúng ta nhìn 1 2 3 4 5 6 7 8 ô, 8 ô. Thế thì chuyển động của chúng ta khi chúng ta muốn là chuyển từ khuôn mặt này sang kia, nếu để một ô thì nó nhanh quá, chúng ta ít nhất để cho chúng tôi, cho tôi là đến 4 ô để nó có một cái khoảng thời gian để cái khuôn mặt nó quay sang bên này. Rồi thì bây giờ từ chỗ này tôi xóa bớt đi. Lúc này tôi giãn ra hơi nhiều, tôi xóa bớt đi. Thì bây giờ để thêm một ô mới thì các bạn sử dụng phím nhá, thêm ô vào đây này. Ở đây có một ô, các bạn nhìn thấy nhá, đây ô chấm, đây là ô có rồi đúng không? Bây giờ tôi thêm ô. Thêm ô mới. Ô mới này không giống ô cũ. Thì các bạn giữ cho tôi phím Alt cộng phím Shift cộng phím R. Đấy. Thêm ô mới. Và bây giờ thì sau khi thêm ô mới rồi thì các bạn có thể đấy, các bạn ghi phím tắt đó vào. Tôi xin Alt R nhá. Đây bây giờ các bạn nhìn thấy đây. Đây nó có một cái vạch riêng để chúng ta nhìn thấy. Đối ô này thì bây giờ là cái khuôn mặt của ta là quay về đây. Tôi vẽ với cái hình quay về đây. Tôi quay về đây để xem. Màu tím đúng không? Bây giờ tôi cho vào đây, tôi cho vào đây. Các bạn nhìn thấy này. Ví dụ như lúc này quay về giữa. Khuôn mặt quay về giữa nhé. Rồi cái mắt thì chúng ta lúc này chúng ta chỉnh như sau. Chúng ta chỉnh mắt này. Mũi lúc này về đây. Mồm về đây. Đấy, và mắt chúng ta về đây.
màu chúng ta thêm sau. Các bạn thấy là ô mới của chúng ta lại chọn tên ra nắp vào đây. Thì các bạn nhìn thấy là cảnh nó chuyển này. Đấy, sang đây. Đây các bạn tăng cho tôi thêm bốn luôn. Và bây giờ tôi lại quay cái mặt sang bên này. Quay mặt sang đây thì tôi lại vẽ trên đây. Lúc này tôi sử dụng Onion Skin thì tôi cho cái nút nó, tôi gạt nó thấp lại. À, tôi dễ vẽ hơn, không có thì nó sẽ ta sẽ hoa mắt, vẽ nó khó, đúng không? À, rồi tôi chọn này rồi. À, bây giờ tôi lại sử dụng phím Ctrl và Alt này. Đấy, tôi vẽ, các bạn nhìn thấy nhé. Shift X tôi trở lại, đúng không? Đây, cân đối theo chiều này. Vậy thì bây giờ ta sẽ quét cho nó lên những cái công cụ tóc. Các bạn nhìn theo chiều ngang này, mắt của chúng ta lên đây, mắt chúng ta lên đây, mắt của cái hình lên như này. Đấy, rồi cái này các bạn trở về đây. Đấy, bây giờ ta tô màu đen cho cái tóc, gọi là đấy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ô mới của chúng ta, chúng lại tăng lên ba hình, đúng không? Thế bây giờ để sang cái ô bên kia thì tôi làm sau. Tôi lại thêm một ô góc cuối cùng bên này là Alt Shift R. Rồi, tôi copy cái hình của bên tay bên này. Các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, tôi chọn hết. Rồi, tôi chọn Ctrl C. Tôi sang đây tôi paste. Sau đó thì tôi bật cái thanh thuộc tính của cái phần bên bảng đây thì tôi chọn dấu cộng. Tôi chọn cái nút có tên là Tool Property. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy Tool Protein nó hiện ra đây. Thì lúc này tôi chỉ cần là chọn hình này thôi. Sau đó là tôi lật cho nó một cái. Đấy. Các bạn nhìn thấy đã lật sang. Và bây giờ tôi chỉ cần việc là, rồi. Thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy là hình của chúng ta là như này. À, tôi chưa vẽ cái tô màu cho cái hình bên trong, đúng không? Bây giờ các bạn lại nhìn thấy là tôi điều chỉnh thêm, là bây giờ tôi sẽ cho màu color vào đây. Thì đối màu tôi thêm một màu là màu da. À, màu da tôi gọi là da. Rồi, bây giờ đối với màu da của tôi thì tôi chọn này, tôi nhấp pen vào đây. Đó. Mắt thì tôi cho vào đây. Đấy, chúng ta chú ý như thế nhá. Sang màu này thì tôi cho màu da vào đây. Đó. Mắt tôi cho màu xanh, màu đây thì tôi chọn màu da đây. Tôi chọn da vào đây. Rồi mắt tôi cho vào đây. Lông mày các bạn có thể tô vào đây được. Đấy, tôi lại phải trở về đây tô lông mày, đúng không? Rồi đến phần đây. Rồi, phần cuối thì ra vào đây. Mắt tôi cho màu đen vào đây. Đấy, rồi thì bây giờ các bạn nhìn thấy là trên camera chúng ta nhìn thấy. Đấy, tôi tắt cái skin này đi. Các bạn nhìn thấy nhé, khuôn mặt chúng ta chuyển động là anh ta có thể xoay cổ vân vân. Đấy, thì xoay giữa cổ vân vân. Thì các trạng thái của phần vẽ của chúng ta như này. Đấy, các bạn làm rất là mọi thứ rất là tốt. Còn body và người thì chúng ta lại chọn thêm một cái lớp layer mới ở phía dưới. Chúng ta chọn insert layer và chúng ta chọn đây, chúng ta đặt là body. Body của cái anh chàng này ta thêm vào thì cái nút body đây chúng ta vẽ dưới đây khớp với phần
phần header, tức là phần phần head, phần phần mặt đấy. Đó, chúng ta có thể vẽ lên đây. Đó, các bạn. Rồi đây là phần mềm Tom Bomb Harmony mà tôi dạy cho chúng ta với bài thứ nhất. Bài sau tôi sẽ dạy tiếp bài tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe và các bạn học cho tôi cùng với khóa học này, thì các bạn sẽ trở thành những người làm phim hoạt hình tốt nhất thế giới. Các bạn có thể làm nó vào việc công việc, ví dụ ở đây chúng ta màu rồi cho thêm cái này. Đấy. Các bạn nhìn thấy là anh chàng này chuyển động rất là đẹp đúng không? Đấy. Vân vân. Và kể cả cái cách nói chuyện chúng ta có thể dùng ở cái này chúng ta làm. Thì đây là phần bài 1, bài số 1 Tom Bomb. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi với phần mềm Tom Bomb Harmony với bài 1. Bài số 2 tôi tiếp tục sẽ giới thiệu các bạn tính năng về vẽ vector và công cụ cắt xén vân vân trên các đường line của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cách sử dụng phần mềm Tom Bomb Harmony. Chúc các bạn một ngày nghỉ Tết vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.